Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm đồng viên ngư dân tỉnh Quảng Bình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm và hỗ trợ 500 triệu đồng cho ngư dân nghèo vùng biển. Nâng cao nhận thức cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Ai, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam, động lực phát triển kinh tế đất nước, sáng nay ngày 29 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc năm 2016. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội nghị, trên tinh thần cởi mở, dân chủ và thẳng thắn, các doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại hội trường và các điểm cầu trong cả nước đã đưa ra những kiến nghị và những hiến kế để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị đối thoại lần này, nhiều giải pháp xây dựng thể chế đã được đưa ra nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, xác định rào cản do cơ chế chính sách và các biện pháp khắc phục, đặc biệt là việc giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào việc hạn chế tình trạng nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục những rào cản do chính sách, do bộ máy chính quyền gây nên. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và VCCI đã ký cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hai thành phố lớn nhất cả nước đã có những cam kết mạnh mẽ, cụ thể về cải thiện môi trường đầu tư với những chỉ tiêu mang tính định lượng cụ thể. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc ký những cam kết trên là ký mẫu giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và VCCI. Tất cả các địa phương trong cả nước đều phải ký cam kết như hai thành phố này. Đây là những nội dung thiết thực và chính phủ sẽ kiểm tra. Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tinh thần doanh nhân của nước ta luôn hừng hực từ trước đến nay. Việt Nam đã chuyển lên từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường là bước tiến lớn. Tuy nhiên, khi bước vào một giai đoạn mới, chúng ta phải thừa nhận rằng môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn chưa thuận lợi cho doanh nghiệp. Các nghị định, thông tư ban hành còn quá chậm, gây cản trở khó khăn cho doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng, đảm bảo quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh tất cả các loại hình, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình, ngoài trừ một số doanh nghiệp an ninh quốc phòng, các thành phần kinh tế bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Nhà nước bảo đảm sự ổn định lâu dài của chính sách để doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều tối nay ngày 29 tháng 4 năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, động viên ngư dân các địa phương ven biển của thành phố Đồng Hới. Đón và làm việc với đoàn về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Gặp gỡ Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã bày tỏ sự hoang mang lo lắng trước tình trạng cá biển chết hàng loạt tại các xã vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình. Ngư dân mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành trung ương khẩn trương tìm hiểu rõ nguyên nhân để có hướng giải quyết trước mắt và lâu dài cho nhân dân. Nhân dân các xã ven biển của thành phố Đồng Hới như Quang Phú, Hải Thanh và xã Bảo Ninh đề nghị chính phủ có chính sách khoanh, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất, ngân hàng cho ngư dân đã vay vốn để đóng mới và cải hoán tàu đánh bắt thủy sản ra bờ, bởi hiện nay, phần lớn tàu thuyền của ngư dân đều dừng cả hoạt động đánh bắt thủy sản.
Ngư dân đề nghị các bộ ngành trung ương sớm có kết luận rõ nguyên nhân, xác định phạm vi ảnh hưởng vùng biển đã bị nhiễm độc tố, để các tàu đánh bắt xa bờ được biết để tránh khai thác thủy sản ở phạm vi này. Tránh tình trạng ngư dân tuy đã khai thác thủy sản ở vùng biển xa nhưng vẫn không thể tiêu thụ được nguồn thủy sản đã đánh bắt được, bởi người dân vì hoang mang lo lắng nên không thu mua những sản phẩm của ngư dân. Sau khi lắng nghe những đề xuất kiến nghị của ngư dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chia sẻ với những khó khăn của nhân dân vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình trước tình trạng cá chết hàng loạt. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ rất quan tâm và luôn đồng hành với ngư dân vùng ven biển để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống. Hiện Trung ương đang quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương điều tra, đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề cá chết để Chính phủ tiếp tục có hướng chỉ đạo giải quyết trước mắt cũng như lâu dài. Chính vì vậy mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất mong muốn nhân dân yên tâm và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tìm ra nguyên nhân cũng như hướng giải quyết thỏa đáng trước tình trạng cá chết hàng loạt đã và đang trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã có công văn gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc xử lý sản phẩm hải sản khai thác trên địa bàn, nội dung như sau. Hiện nay có nhiều tàu cá tỉnh ta khai thác hải sản xa bờ cập cảng nhưng không tiêu thụ được sản phẩm do tâm lý nhân dân bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết bất thường trong thời gian qua nên không ăn cá. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm quyền lợi ngư dân khai thác hải sản xa bờ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo cấm các tàu cá đánh bắt ở các vùng biển gần bờ hoặc thu gom, tiêu thụ cá chết theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử cán bộ trực tiếp đến các cảng cá trực 24/24 giờ trong ngày để xác nhận sản phẩm của các tàu cá đánh bắt xa bờ, rõ nguồn gốc đánh bắt, không ảnh hưởng của độc tố gây cá chết bất thường trong thời gian qua. Đồng thời thông báo tuyên truyền để các nhà hàng, khách sạn, các đại lý thu mua hải sản và nhân dân yên tâm tiêu thụ sản phẩm cho các tàu cá khai thác trên các vùng biển xa bờ, không ô nhiễm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua hệ thống trạm bờ để thông tin cho các tàu cá khai thác xa bờ cập bến ở các bến cá liên hệ với cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xác nhận sản phẩm đánh bắt, thông tin đầy đủ cho các tàu cá chưa cập bờ về tình hình thị trường, hướng dẫn các tàu cá có phương án đưa sản phẩm đi các thị trường khác để tiêu thụ nếu chưa có đại lý xác nhận thu mua, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí vận chuyển. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có tàu cá tham gia đánh bắt xa bờ. Thông báo tuyên truyền các nhà hàng, khách sạn, các đại lý thu mua hải sản và nhân dân yên tâm tiêu thụ sản phẩm cho các tàu cá khai thác trên các vùng biển xa bờ không bị ô nhiễm, có xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cử cán bộ trực tiếp đến làm việc với các chủ tàu cá về việc tham gia khai thác hải sản xa bờ trong thời gian này. Nếu sản phẩm đánh bắt khó tiêu thụ hoặc tiêu thụ giá thấp, không bù đắp được chi phí thì nên tạm dừng việc ra khơi đánh bắt. 4. Trong lúc chờ chủ trương hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ lãi vay cho các đại lý thu mua hải sản sạch trong điều kiện chưa tiêu thụ được sản phẩm để các đại lý yên tâm thu mua. Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Hữu Hoài đã ký, hết nội dung công văn. Cũng trong ngày hôm nay 29 tháng 4 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có công văn hướng dẫn quản lý sử dụng sản phẩm thủy sản trong điều kiện cá chết ven bờ hàng loạt, nội dung như sau. Do hiện tượng cá chết đồng loạt trên vùng biển ven bờ từ Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến vùng biển Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế mà các cơ quan chức năng chưa tìm ra yếu tố gây độc và giải pháp khắc phục cụ thể. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quy định tạm thời cấm khai thác, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng sản phẩm thủy sản khai thác ven bờ.
đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường và các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ các tàu thuyền khai thác ven bờ, tổ chức ký cam kết không khai thác, thu mua, tiêu thụ sản phẩm thủy sản ven bờ cho đến khi cơ quan chức năng cho phép khai thác trở lại, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các sản phẩm thủy sản khai thác xa bờ, vùng biển khơi và vùng biển các tỉnh ngoài bốn tỉnh nói trên không ảnh hưởng của độc tố, các sản phẩm thủy sản vùng biển này đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyến khích khai thác, do vậy đề nghị các cơ sở kinh doanh thủy sản, các nhà hàng khách sạn và toàn thể nhân dân yên tâm sử dụng, được phép kinh doanh chế biến và vận chuyển tiêu thụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ cho Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng tổ chức xác nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác xa bờ. Thành phần tham gia xác nhận gồm đại diện Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đại diện chủ tàu cá và đại diện cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường nghề cá, đồn trạm biên phòng, ban quản lý cảng cá. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã phường cử cán bộ tham gia cùng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thông báo cho các chủ tàu cá khai thác xa bờ khi về cập bến tại các cảng cá, bến cá trong tỉnh để bán sản phẩm, liên hệ với cán bộ thường trực tại các địa bàn để được xác nhận. Cụ thể, tại khu vực Cửa Ron, liên hệ ông Lê Hồng Quang, Phó Trạm trưởng Trạm Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ron, số điện thoại 0905 933 277. Tại khu vực Sông Danh, liên hệ ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trạm trưởng Trạm Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Sông Danh, số điện thoại 0982 163 745. Hoặc ông Hoàng Hoa, Phó Trạm trưởng Trạm Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Lý Hoa, số điện thoại 0906 403 084. Tại khu vực Cửa Nhật Lệ, liên hệ ông Đoàn Xuân Phường, Trạm trưởng Trạm Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhật Lệ, số điện thoại 0915 388 544. Hết nội dung công văn. Thưa quý vị và các bạn, trước hiện tượng cá biển chết bất thường làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của ngư dân ven biển, sáng ngày 29 tháng 4, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi đồng viên và tặng quà cho ngư dân hai xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy. Đến thăm bà con ngư dân hai xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Trung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con ngư dân cùng với những kiến nghị đề xuất của lãnh đạo địa phương nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng chí Trần Văn Tuân cũng yêu cầu lãnh đạo hai xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Trung, lãnh đạo huyện Lệ Thủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, kịp thời cấp phát gạo và tiền hỗ trợ cho bà con ngư dân. Được biết dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trích 500 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ 1.660 suất quà cho các hộ ngư dân nghèo ở 6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi đồng viên hỗ trợ bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do tình trạng cá chết bất thường tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Hiện nay, xã Quảng Phú có trên 120 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, cùng hàng nghìn lao động liên quan trực tiếp đến biển và hậu cần nghề cá. Việc cá chết bất thường trên biển khiến cho ngư dân lo lắng, nguồn sinh lời từ biển bị mất, đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với các ngư dân, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời thăm hỏi đồng viên, đồng thời tặng các phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do tình trạng cá chết. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do phải dừng hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ven biển vì tình trạng cá chết bất thường dọc bờ biển trong thời gian qua, hôm nay ngày 29 tháng 4, cùng với việc xuất cấp gạo hỗ trợ của tỉnh, huyện Bố Trạch cũng đã trích nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ nhân dân. Theo đó, nguồn hỗ trợ lần này gồm 110 tấn gạo của tỉnh và 650 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí dự phòng của huyện Bố Trạch để phân bổ về cho 6 địa phương vùng ven biển của huyện là xã Thanh Trạch 12,2 tấn gạo và 61 triệu đồng, xã Hải Trạch 22,6 tấn gạo và 113 triệu đồng, xã Đức Trạch 6 tấn gạo và gần 29 triệu đồng, xã Nhân Trạch 66 tấn gạo trên 329 triệu đồng, xã Trung Trạch và xã Đại Trạch 3,2 tấn gạo và gần 7 triệu đồng.
Theo số liệu ban đầu của các địa phương ven biển của huyện Bố Trạch, thì số khẩu được hỗ trợ tiền và gạo trong đợt này là 14.241 khẩu. Đến thời điểm này, các địa phương ven biển của huyện Bố Trạch đã nhận đủ số gạo, tiền hỗ trợ của huyện và đang tiến hành cấp phát về cho các hộ dân thuộc diện khó khăn trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Được biết, hiện nay cùng với việc hỗ trợ kịp thời cho nhân dân vùng ven biển để họ ổn định cuộc sống, thì huyện Bố Trạch cũng đã và đang chỉ đạo các ngành địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội triển khai nhiều giải pháp để thu gom và xử lý lượng cá chết trôi dạt vào bờ biển, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động ngư dân không tham gia đánh bắt mua bán thủy sản gần bờ để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Nâng cao nhận thức cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Ban chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ. Tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân tại các tỉnh ven biển Bắc miền Trung thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất kinh doanh của bà con ngư dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Chính vì vậy, một số bộ phận nhân dân xã Cảnh Dương đã tổ chức tụ tập đông người. Hôm qua ngày 28 tháng 4, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Cảnh Dương để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chia sẻ với những khó khăn mà ngư dân toàn huyện nói chung, xã Cảnh Dương nói riêng đang phải gánh chịu, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã động viên bà con ngư dân cần bình tĩnh, không để các phân tử xấu kích động, không tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước mắt, ngoài nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện Quảng Trạch quyết định trích ngân sách hỗ trợ thêm cho mỗi nhân khẩu 10 kg gạo. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã tiếp thu các ý kiến của bà con để kiến nghị lên các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân của hiện tượng cá biển chết hàng loạt và tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ cho bà con ngư dân sớm ổn định sản xuất và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng nước biển bị ô nhiễm làm cho cá chết bất thường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là đối với ngư dân các xã ven biển. Cùng với việc thực hiện các giải pháp nhằm ổn định cuộc sống cho bà con, thì vấn đề nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm cho các hộ nuôi trồng thủy sản cũng đang được đặt lên hàng đầu. Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy có hàng trăm hộ dân nuôi 400 hồ cá lóc thương phẩm. Sản lượng hàng năm đạt 150 tấn, sản phẩm cá lóc được cung cấp cho thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Là loài cá truyền thống, được nuôi trên cát nên nguồn thức ăn lâu nay được người dân sử dụng để nuôi cá lóc là các loài cá và nhuyễn thể từ biển. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng cá biển chết hàng loạt đã làm cho hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn gặp khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân đang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong tỉnh nâng cao ý thức, trách nhiệm, không sử dụng cá chết làm thức ăn chăn nuôi nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Trước tình hình cá biển bị nhiễm thì gia đình chúng tôi là có sử dụng bột để đảm bảo chăn nuôi vừa là có như đảm bảo là thực phẩm cung cấp cho thị trường. Trong những ngày vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá, không thu mua hay buôn bán cá chết, không sử dụng các loài cá biển chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức. Hiện nay là Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tuyên truyền vận động cho bà con ngư dân là tổ chức gom những cái số cá mà chết dọc bờ biển là chôn để đảm bảo là cái vệ sinh môi trường. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền vận động để bà con ngư dân là không là dùng cá biển để làm thức ăn cho chính mình và làm thức ăn cho trong cái chăn nuôi. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền vận động bà con là không là mua gom để là vận chuyển buôn bán cá ra các địa bàn khác ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hàng ngàn chiếc thuyền đánh bắt cá ven bờ phải gác mái không ra khơi, đồng nghĩa với việc hàng ngàn hộ đánh bắt nuôi trồng thủy sản có nguy cơ trắng tay. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương và sự vào cuộc một cách kịp thời, quyết liệt của cả cấp hội nông dân, hy vọng rằng bà con nông dân, ngư dân trong toàn tỉnh bằng ý chí và nội lực của mình sẽ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống. Như chúng tôi đã đưa tin, vừa qua đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra các trường hợp ngộ độc, kiểm tra cơ sở nhà hàng tiệc cưới Bảo Quốc và lấy mẫu kiểm nghiệm. Sau đây là kết quả xét nghiệm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.
Theo đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh kết luận, mẫu cua hấp kèm rau sống được chế biến tại nhà hàng thịt cưới Bảo Quốc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch không đạt tiêu chuẩn vệ sinh do chỉ tiêu tụ cầu vàng vượt quá giới hạn cho phép. Theo thống kê, tổng số người bị ngộ độc thực phẩm đến điều trị tại các cơ sở y tế là 27 trường hợp. Đến nay, các bệnh nhân được điều trị ổn định. Trường hợp cuối cùng điều trị tại trạm y tế xã Phúc Trạch đã ra viện vào ngày 24 tháng 4, không có trường hợp tử vong. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã phối hợp tiến hành kiểm tra và chỉ định Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh lấy 6 mẫu bệnh phẩm, 5 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm phân tích nguyên nhân. Trong thời gian điều tra xử lý chờ kết quả kiểm nghiệm, Chi cục đã yêu cầu nhà hàng Bảo Quốc xã Phúc Trạch tạm ngừng hoạt động và khắc phục sự cố gây ngộ độc thực phẩm. Hôm nay ngày 29 tháng 4, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tổ chức hội thi cá trầm và đua thuyền trên sông Son, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trong vòng một ngày, hội thi cá trầm và đua thuyền trên sông Son năm 2016 diễn ra với các nội dung chính như thi vượt rong, thi bắt cá nhanh, thi cá to, cá khỏe, cá đẹp. Xen kẽ giữa những nội dung trên còn có hoạt động đua thuyền nam và đua thuyền nữ với sự tham gia của 6 đội và 300 vận động viên đến từ 6 thôn trên địa bàn xã Sơn Trạch. Nhìn chung chất lượng cuộc thi được đánh giá khá tốt nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị tham gia. 400 mấy chúng tôi trong quá trình là về cá trắm thì chọn người mà đã nuôi cá lâu năm. Đến với hội thi đua thuyền chúng tôi đã chọn những người có sức khỏe và trong thời gian tập là một tuần để bảo đảm sức khỏe cho thành viên trong hội thi để đạt kết quả cao trong. Hội thi cá trắm và đua thuyền trên sông Son năm 2016 được tổ chức với mục đích khuếch trương thương hiệu cá trắm sông Son, giúp bà con nông dân tìm được đầu ra ổn định, cải thiện đời sống dân sinh, tạo công ăn việc làm để từ đó giảm thiểu việc phá rừng, săn bắt động vật, đồng thời gắn kết tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết của người dân xã Sơn Trạch, tạo không khí vui tươi phấn khởi để bước vào mùa du lịch năm 2016. Hội thi thu hút sự quan tâm, theo dõi và cổ vũ của hàng trăm người dân và du khách thập phương. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, đến với di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tôi thấy đây là một địa điểm du lịch tuyệt đẹp, Phong Nha Kẻ Bàng chính là nơi tôi muốn đến. Sau hành trình khám phá Vương quốc hang động kỳ vĩ, tôi lại được xem cuộc thi này, có rất nhiều điểm mới lạ và hấp dẫn, con người nơi đây cũng rất thân thiện và hiểu khách. Hội thi cá trắm và đua thuyền trên sông Son là một hình thức lễ hội mới được triển khai thực hiện từ sáng kiến của Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng với mục tiêu phát triển thành lễ hội thường niên, đem đến cho du khách thập phương những sản phẩm du lịch mới có chất lượng khi đến với di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Thông qua cuộc thi này, chúng tôi muốn quảng bá cái sản phẩm cá trắm trên sông Son. Đây là một loài cá sạch. Thứ hai là cái cuộc đua thuyền truyền thống thì chúng tôi cũng cùng với địa phương để tổ chức nhằm tăng cường cái sự đoàn kết cùng nhân dân trên vùng Phong Nha Kẻ Bàng, mục đích là phục vụ tốt nhất để khách tham quan du lịch. Được ví như là trái tim du lịch của Quảng Bình, di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng luôn là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước. Với chiến lược phát triển du lịch hiệu quả và bền vững, di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế số 1 về du lịch của khu vực Đông Nam Á. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2016, tối qua ngày 28 tháng 4 tại quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã tổ chức lễ hội múa bông chèo cạn. Đông đảo người dân và du khách đã có dịp nghe và chiêm ngưỡng những câu hò điệu múa mang đậm chất dân gian của cư dân vùng sông nước Đồng Hới. Lễ hội múa bông chèo cạn năm nay, ngoài các nghi lễ như rước văn, bạt sơn, bạt thủy và các lễ trình mũi, an vị cùng cả lễ tế cầu ngư, theo đúng phong tục tập quán của địa phương, trang trọng và ý nghĩa. Ở phần hội, đội múa bông chèo cạn hoành tráng với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân là các nam thanh nữ tú trong xã. Các đội múa đã thể hiện những động tác chèo cạn, múa bông nhịp nhàng với những làn điệu hò khoan chèo cạn gồm 5 mải hò: hò mải dai, hò mải ba, hò mải nền, hò kèo lưỡi và hạt khoan. Nội dung các câu hò thường là cầu trời đất thần linh phù hộ cho trời yên biển lặng, cho dân đánh bắt hải sản được mùa, thể hiện ước mong thiên hà thái bình, cầu ngư đắc lợi. Đó là ước mơ, niềm khát khao tốt đẹp nhất của con người bao đời nay. Lễ hội múa bông chèo cạn được tổ chức hàng năm chính là nét đẹp văn hóa dân gian,
là dịp để khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua sản xuất, tiếp nối truyền thống yêu lao động từ bao đời nay của cư dân miền sông nước thành phố Đồng Hới. Nằm trong khuôn khổ hoạt động lễ hội ẩm thực hương quê Nhật Lệ của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới, ngày 29 tháng 4, thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội thi Tinh hoa ẩm thực biển. Tham gia hội thi có 24 đội đến từ các gian hàng tham gia lễ hội ẩm thực hương quê Nhật Lệ và các đơn vị kinh doanh ẩm thực khác trên địa bàn thành phố. Để khắc phục tình trạng khan hiếm hải sản sau sự việc cá chết hàng loạt ở bờ biển các tỉnh miền Trung, ban tổ chức giải đã linh động cho phép các nhà hàng lựa chọn những nguyên liệu thay thế hải sản từ gà, dê, bò, cá, tôm sông, hải sản, chay để chế biến các món ăn ngon, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Một số nhà hàng đã nhập hải sản ở các tỉnh bạn, đảm bảo về nguồn gốc tươi sống. Vì vậy, hội thi đã đưa đến cho thực khách nhiều món ăn ngon hấp dẫn, đậm đà hương vị biển quê hương. Hội thi là dịp để các cơ sở kinh doanh ẩm thực giao lưu học hỏi, quảng bá hình ảnh thương hiệu của các cơ sở mình. Thông qua đó khẳng định chất lượng kinh doanh dịch vụ ẩm thực ngày càng được nâng cao trong ngành dịch vụ du lịch thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Chiều nay ngày 29 tháng 4, Sở Ngoại vụ Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với tổ chức Mark Việt Nam nhằm đánh giá một số kết quả thực hiện dự án tại tỉnh Quảng Bình. Đến nay, dự án Mark Việt Nam tại Quảng Bình đã giải ngân được trên 1.589.500 USD để thực hiện các nhiệm vụ chính gồm rà soát hiện trường, thu gom và liệu nổ, phát hiện khu vực nguy hiểm, thu gom và xử lý bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Sau thời gian hoạt động, tổ chức đã góp phần tích cực trong việc rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an toàn cho người dân. Dịp này, được sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho bà Patia Chaitan, nguyên giám đốc tổ chức Mark Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp trong công tác rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn. Thưa quý vị và các bạn, xác định lực lượng dân quân tự vệ là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở đơn vị địa phương, góp phần vững chắc ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện tự vệ. Đây là một số hình ảnh của đợt huấn luyện dân quân tự vệ của cụm huấn luyện số 6. Với các chiến sĩ tự vệ cụm huấn luyện số 6, phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng đã thực sự phát huy hiệu quả. Dù thời gian của đợt huấn luyện không dài, chỉ hơn một tuần, nhưng các chiến sĩ đã nắm vững nội dung, kiến thức được truyền đạt. Ngoài những kiến thức về chính trị, các nội dung kiến thức quân sự như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật dân quân tự vệ, các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu đều được các chiến sĩ tự vệ thực hành nghiêm túc và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện huấn luyện. Trong đợt huấn luyện này, chúng tôi được trang bị và huấn luyện về chính trị và quân sự, qua đó đã nâng cao bản lĩnh lập trường chính trị, nắm chắc cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh, thuần thục các cái động tác về bản lĩnh sử dụng vũ khí chiến đấu, nắm chắc các cái phương án bảo vệ cơ quan đơn vị, từ đó góp phần nâng cao cái kiến thức cũng như bản năng để bảo vệ Tổ quốc và đơn vị nơi đóng quân. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, trước khi vào huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã chuẩn bị tốt các kế hoạch mệnh lệnh, nhất là trong huy động quân số, kiện toàn tổ giáo viên, phân công chuẩn bị giáo án, bài giảng phù hợp với trình độ, khả năng của từng đối tượng huấn luyện, tổ chức tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, sân bãi, thao trường, vũ khí, trang bị, đảm bảo đủ điều kiện huấn luyện, duy trì nghiêm thời gian và quân số. Thực hiện cái mệnh lệnh số 56 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới, chúng tôi đặt lấy lớp triển khai những cái theo cái giáo trình, giáo án để cho lực lượng tự vệ nắm vững được các cái yếu lĩnh trong cái công tác mà huấn luyện quân sự tự vệ năm 2016. Và qua thực tế thì từ mà lý thuyết chuyển qua thực hành thì đa số cơ bản là anh em đã nắm được hết các cái yếu lĩnh về cái kỹ chiến thuật về trong cái công tác mà chiến đấu. Đó là để mà nhằm đảm bảo cho cái huấn luyện của năm 2016 đạt được kết quả cao. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới đã tổ chức được 6 cụm huấn luyện dân quân tự vệ với gần 300 chiến sĩ tham gia. So với những năm trước, yêu cầu trong công tác huấn luyện dân quân tự vệ trong năm nay cao hơn và có nhiều đổi mới. Một số nội dung huấn luyện được điều chỉnh cả nội dung và phương pháp kiểm tra. Đặc biệt trong quá trình huấn luyện,
việc kiểm tra giám sát quá trình học và rèn luyện của từng trung đội được quan tâm, công tác kiểm tra đánh giá chặt chẽ ngay trên thao trường, đồng thời mỗi nội dung kiến thức, các động tác kỹ thuật trên thao trường được uốn nắn, bổ sung kịp thời, giảm sai sót, nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết thúc đợt huấn luyện có đánh giá, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng các nội dung. Với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, năm 2016, công tác huấn luyện dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới đạt kết quả cao. Qua kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, gần 80% đạt khá giỏi. Năm 2016, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới tổ chức huấn luyện có nhiều điểm mới. Thứ nhất là tổ chức tập huấn cho cán bộ ban chỉ huy các cấp. Hai là xây dựng kế hoạch lực lượng, xây dựng kế hoạch huấn luyện và bám nắm cái nội dung và chương trình của bộ đã đề ra. Năm nay, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới tổ chức huấn luyện các cái nội dung bộ quy định và chọn những cái nội dung trọng tâm trọng điểm để tổ chức huấn luyện và kiểm tra đánh giá kết quả và tổ chức bắn đạn thật bài 1. Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là thời cơ lớn để lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bước vào năm 2016 có nhiều sự kiện quan trọng, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh và các cái công văn của trên về bảo vệ bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai cho các xã phường, mỗi xã phường là một trung đội, các đơn vị tự vệ còn lại mỗi đơn vị là mỗi tiểu đội để bảo vệ, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nắm chắc cái luật bầu cử và bảo vệ được an toàn cái bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Với những nỗ lực của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Hới và các đơn vị tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan đơn vị đã từng bước xây dựng được lực lượng tự vệ vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận chiến tranh nhân dân, đấu tranh chống lại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng tham gia ứng phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 29 ngày 30 tháng 4 năm 2016. Khu vực miền núi nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi từ 24 đến 36 độ.